statue of Tara. It's the largest bronze statue found in Vietnam. It was found by farmers in a rice field 30 years ago. Now, in the right hand there was a lotus, in the left hand there was a snail. The farmers cut the lotus and the snail away so they could tell what it was made of. It was bronze. They still have the snail and the lotus, and they're eventually going to get it back to the museum. Thưa quý vị, chúng ta đang đứng ở khu trưng bày của tháp Mỹ Sơn E1 và chúng ta đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một cái bề thờ rất là lớn tại tháp Mỹ Sơn E1. Và ba bức phù điêu ở trên kia là ba vị thần, con của thần Shiva, con của thần hủy diệt và sáng tạo cái mới Shiva. Ở bên tay phải màn hình của quý vị đó là thần Ganesha, và bên tay trái là hai